chuyển sang các phần tin khác nông dân huyện hướng hóa quảng trị được hỗ trợ cây giống tái canh cà phê nhưng cây giống thấp bầu cây nhỏ rễ không đảm bảo sinh trưởng khiến bà con than khổ lo lắng cho một mùa vụ bấp bênh từ cuối tháng 9 năm 2023 đến ngày 9 tháng 10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hướng Hóa cấp phát 332.000 cây giống cà phê cho 195 hộ nông dân tại các xã Tân Liên, Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Ba Tầng, Hướng Việt và thị trấn Khe Sanh. Tuy nhiên, phần lớn nông dân đều kêu khổ vì nhận giống không đạt tiêu chuẩn để trồng ngay. Cây giống nhận về có bầu cao chưa đến 10cm, chu vi bầu nằm lọt trong lòng bàn tay, Cây cà phê giống cao chưa đến 15 cm, lá có màu xanh nhạt, cây yếu, chất lượng không đạt. Thông thường, bầu giống phải nặng 1 kg, bầu cao 20 cm, cây cao 25 đến 30 cm, cây quá thấp khi trồng sẽ bị ngập dưới hố, bị cỏ rác lấp lại không lên được. Vì chờ nhận giống của nhà nước nên nhiều gia đình không tự chuẩn bị giống, giờ không có giống thay thế. Lãnh đạo địa phương cho biết theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bầu trồng cà phê phải có đường kính 8 đến 12 cm, cao 18 đến 20 cm, cây cao 25 đến 30 cm. Đối chiếu với số cây đã cấp phát cho người dân thì kích thước bầu và cây chưa đạt chuẩn.